Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm một video hướng dẫn các bạn tạo một cái tài khoản Google Ads nhanh nhất. Bạn vào trong phần menu tài nguyên và các bạn kéo xuống chọn cho mình một cái, ở đây là những cái danh mục của tất cả những cái chiến dịch của Google. Rồi kéo xuống chọn cho mình trong cái mục đó là công cụ lập kế hoạch từ khóa, bạn click vào đây rồi sẽ chuyển đến và bạn chọn cho mình cái button là chuyển đến công cụ lập từ khóa này, rồi nó sẽ chuyển sang một cái trang mới. Sau đó thì nó hiện thì lên xác nhận thông tin doanh nghiệp của bạn. Thì trong này gồm có các mục là quốc gia thanh toán, bạn chọn Việt Nam, múi giờ Việt Nam ha. Tiền tệ thì mình chọn đồng tiền Việt Nam, rồi sau đó chọn gửi, vậy thôi. Sau khi chọn xong thì bạn chọn vào là khám phá công cụ lập kế hoạch từ khóa, bạn kích vào đây. Công cụ lập từ khóa hiện ra thì các bạn chọn là tôi hiểu và các bạn kích vào là khám phá các từ khóa mới. Như trong phần này thì mình chọn cái location là ví dụ như mình tìm kiếm trên toàn thế giới thì mình tắt Việt Nam đi, và trong cái phần ngôn ngữ thì mình nên chọn là tiếng Anh nha, ngôn ngữ bằng tiếng Anh. Rồi sau đó mình nhập một cái từ khóa nào đó để mình tìm nghiên cứu. Ví dụ như mình chọn từ khóa là QR code đi, thì mình chọn kích vào xem kết quả. Nó Google sẽ cho chúng ta kết quả cái số lượng của lượt tìm kiếm hàng tháng ở trên Google. Rồi thì đây là cái công việc về lập từ khóa. Nhưng mà khi các bạn làm đến bước này rồi thì các bạn tạo ra được cái tài khoản Google Ads rồi. Các bạn vào trong phần công cụ và cài đặt. Bạn vào trong phần công cụ và cài đặt ha. Thì các bạn chọn mục thanh toán này. Phần tóm tắt. Trong phần này thì mình sẽ nạp tiền vào để mà chạy quảng cáo ha. Khi mở cái thông tin thanh toán mới ra thì quốc gia thanh toán là Việt Nam. Thì mình ví dụ như mình nhập vào đây là thanh toán mình nạp vào là 500.000 ha. Sau đó phương thức thanh toán thì mình sẽ chọn thẻ Visa hoặc là thẻ Mastercard hoặc là phương thức thanh toán bằng Momo đấy. Rồi sau đó là mình đồng ý chọn tất cả các điều khoản Google. Ok, còn đây là mình sẽ chọn chiến dịch mới. Thì để tạo ra chiến dịch thì mình sẽ làm một cái video khác để nói chi tiết hơn về tạo chiến dịch Google cho các bạn.